Thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã tập trung ưu tiên dành nguồn vốn để cho vay phát triển sản phẩm hàng hóa thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh đã có điều kiện mở rộng sản xuất, xây dựng phát triển các sản phẩm OCOP. Bám sát định hướng, mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP của các địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của khách hàng, ưu tiên các nguồn vốn từ chương trình hộ nghèo, cận nghèo, giải quyết việc làm để cho các chủ thể vay để xây dựng, phát triển, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP. Đến đầu tháng 3 năm 2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đạt hơn 14.000 tỷ đồng với 252.000 khách hàng còn dư nợ. Năm 2024, toàn tỉnh Thanh Hóa phấn đấu có thêm 120 sản phẩm OCOP trở lên. Với mục tiêu này, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương rà soát các hộ vừa đủ điều kiện vay vốn ưu đãi, vừa có mô hình phát triển sản phẩm OCOP để ưu tiên cho vay.